đó, tiếp tục xoay luôn. Ý, được 20 xu, 20 xu rớt xuống các bạn ơi, 20 xu đó. Khi bạn xoay được số 20 thì xu trên đây sẽ nhả xuống nè các bạn. Đó, các bạn thấy rất nhiều chưa? Nó xoay cái gì vậy? Thì Linh Duy đang ở tầng 5 của tòa nhà Vinmart nhé. Hôm nay thì Linh Duy sẽ làm một cái thử thách, chính là thử thách dùng 100k để chơi đẩy xu. Chỗ của Linh Duy á, chọn đẩy xu nó khác, nó lựa chọn ngẫu nhiên bằng cách là cái vòng xoay của banh nó sẽ rớt xuống. Và bây giờ Linh Duy sẽ chỉ cho các bạn xem cái trò đẩy xu nó nằm ở đâu nhé. Đi thôi. Đây nè các bạn, đây là cái trò đẩy xu của chúng ta. Ở đây là những cái ô, khi mà chúng ta bỏ xu xuống ở cái số 1 này, sau đó thì chúng ta sẽ ấn cái nút này thì banh sẽ từ trên đây nó rớt xuống nè. Nó sẽ rớt xuống ngẫu nhiên, một cái là rớt vào số 5 thì chúng ta sẽ có 5 xu chảy xuống. Nếu rớt vào số 0 thì sẽ không có xu nào hết. Nếu như rớt vào số 3 thì sẽ là có 3 xu chảy xuống nha. Và cái chữ mà màu tiếng Trung Quốc đó thì là sẽ xoay ngẫu nhiên, cái vòng xoay này có thể là được 30 xu, 20 xu, 50 xu hoặc 100 xu và cũng có thể là 0 xu nhé. Và bây giờ Linh Duy sẽ lấy tiền và đi mua xu nha các bạn nhé. Khi đã mua được xu rồi nè các bạn, 100 xu thì được 40 xu thì tương đương là 2.500 một xu nhé. Và bây giờ Linh Duy sẽ đi chọn máy nha các bạn nhé. Tại vì ở đây sẽ là có những cái máy khó và những cái máy dễ. Như thế là cái máy này cũng được nè. Cái máy này thì nó đẩy ra hơi bị nhiều rồi, nhưng sẽ chọn máy số 4 nha. Đó. Bây giờ Linh Nhi sẽ thử một xu cho các bạn xem nha. Đầu tiên á, là chúng ta sẽ bỏ xu vào ô số 1 là rô chỗ này. Đó, là khi bỏ xu vô thì cái nút này nó hiện lên rồi nè. Bây giờ Linh Nhi sẽ chọn cái ô bất kỳ nè. Đó, thì banh sẽ gạt xuống. À, bây giờ là rớt 3 xu xuống nè các bạn. Mình sẽ đẩy xu. Chưa rớt được các bạn ơi. Bây giờ sẽ bỏ tiếp theo vô. Đó, 3 xu rớt xuống nè, 3 xu rớt xuống. Chưa rớt nữa, chưa rớt nữa. Đó, bây giờ nó sẽ cho cái vòng xoay nè các bạn. Trời ơi, mén tôi được 90 xu rồi. Hồi hộp quá. Đó, bây giờ là 5 xu rớt xuống nè các bạn. Đó, bây giờ xu nó rớt xuống rồi nè. Nó sẽ đẩy cho cái phần này rớt xuống. Đó, thế là chúng ta đã ăn được xu rồi nè. Bây giờ mình sẽ đợi trong thời gian là khoảng từ 3 cho đến 5 giây nha, để xu nó rớt xuống đây nha. Đó. Đây, đây là xu chúng ta ăn được nha các bạn nha. Rồi, chúng ta sẽ chơi tiếp tục. Đó, bây giờ sẽ là chuyển cái vòng xoay nè. Vẫn là số 0 các bạn. Chưa được. Đó, tiếp tục là vòng xoay nữa. Số 0. Khó quá à. Xoay nữa các bạn ơi. Thôi kệ, có xoay là có cơ hội nha. Số 0 rồi. Đó, tiếp tục xoay luôn. Ý, được 20 xu. 20 xu rớt xuống các bạn ơi, 20 xu. Đó. Khi bạn xoay được số 20 thì xu trên đây sẽ nhả xuống nè các bạn. Đó, các bạn thấy nó rớt nhiều chưa? Nhưng mà nó rớt ra đây thì nó đẩy cũng không có được nhiều các bạn ạ. Trời. Các bạn ơi, 20 xu rớt xuống mà nó cũng rớt có một cái xu rớt xuống mà. Hồi nãy mình ăn rất nhiều, không biết cái máy nó có ăn gian mình không nữa. Mình thấy rớt nhiều lắm rồi ta. Đó, bây giờ nó rớt xuống nè. Tiếp tục ra đẩy cái phần này rớt xuống. Đó. Để xem được bao nhiêu xu rớt xuống nha. Được có 3 xu rớt xuống thôi. Mình hy vọng là mình sẽ quay được cái số 90. Và chắc là hơi khó. Vẫn là số 0. Hồi nãy mình mới xoay được 20 xu và dễ gì đã cho số 90 nữa.
số 0 rồi. Được 3 xu rớt xuống. Ây da. Vẫn xoay các bạn. Mình cứ mé sổ số 90 nha. Số 0 rồi. Nói chung là trò này nó không đơn giản như mình nghĩ. Chưa được, vẫn là số 0. Ba xu. Nhưng mà khi mà nó đẩy vô, nó rớt cái phần nằm ở trên đây nè, thì nó cũng không có đẩy xu được các bạn ơi. Nói chung là mình phải canh rất là nhiều. Đó, bây giờ 5 xu rớt xuống nè. Hy vọng chúng ta có thể là ăn được. Số 0. Ơ, số 0 nhiều thế nhờ. Đó, xu bây giờ rớt xuống rồi nè các bạn. Mình sẽ lấy xu lên. Ăn được 4 xu các bạn. Hồi nãy giờ bỏ vô chắc cũng hơn 20 xu rồi. Bây giờ mới được 4 xu rớt ra. Lại là ô vòng xoay. Nhưng mà toàn quay số 0 thôi. Đấy, số 0 nữa. Nó xoay cái gì vậy? Các bạn thấy không? Hồi nãy nó vừa có số 50 xong rồi nó lại vượt qua. Chứng tỏ cái máy này rất là ăn gian. Số 0 rồi. Đấy, lại rớt qua số 0. Rớt ở đây thì mình có cơ hội mình ăn là các bạn đó nên nó rớt xuống xuống nè. Nhưng mà cái đẩy cái này ra nặng quá, nó khó đẩy. Đó rớt được có 2 xu xuống à. Lại xoay không được số 90. Đâu có dễ ăn. Trời, hồi nãy nó dựng số 30 xong rồi lại giật lại tiếp tục. Cái máy này nó ăn gian quá. Số 0. Đấy. Xoay. Thế là trả về số 0 rồi. Rất ít thế. Số 0. Không được số 90 các bạn ơi. Khó quá à. Không có dễ. Á, các bạn thấy không? Nó dừng ở số 50 xong rồi lại giật lại.
lại trừ lại suất không các bạn. Giật lại rồi. Nói chung là bây giờ trong tay Linh Nhi là chỉ còn 5 xu cuối cùng thôi nha các bạn nhé. Hết 5 xu này chúng ta sẽ kết thúc video. Lại xoay các bạn ơi. Số 0 rồi. Đó, thế lại giật lại. Đồ ăn gian. Cái xu cuối cùng của chúng ta. Rồi nó lướt như vậy là hiu rồi đó các bạn ơi. Nè nó đẩy lên nè. Đó. Ta da. Nhi đã sử dụng 100 ngàn để chơi xu thì được 40 xu, mua được 40 xu. Và xoay cái vòng này được có đúng một lần là được 20 xu. Còn lại nó xoay tàu số 0, 0 thì nó dừng số 30. Xong rồi nó giật lại số 0. Nói chung là cái máy này nó ăn ngang rất là nhiều luôn. Đến đây thì video của Linh Nhi cũng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thích video này thì hãy cho Linh Nhi một like nhé. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhớ cho một like nhé. Và đây là những video hay và hot nhất trong tuần của kênh. Nếu các bạn chưa xem thì đừng bỏ lỡ nhé. Ngoài ra, bạn nào chưa là thành viên của kênh Thế Giới Slam thì hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chuông để có thể nhận thông báo sớm nhất khi có video mới nhé. Và bây giờ, Thế Giới Slam xin chào và hẹn gặp lại các bạn.